Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục đi câu nha các bạn. Bữa nay mình phát hiện một điểm rất là lý tưởng luôn các bạn. Các bạn xem xung quanh nha các bạn. Cái này là một cái clip mà các bạn, cái clip của người ta nè. Ở trên đây nè, rừng rậm bụi rậm không à. Nhưng mà cá ụp khá nhiều luôn. Đó các bạn thấy không các bạn? Thì chỗ này là mình mới gãy dùng nè, dùng chỗ này nè. Có rau muống, cái điều này có rau muống, cá ụt khá nhiều. Quay toàn cảnh sơ sơ cho các bạn xem cái điều nha các bạn. Rồi mình sẽ móc mồi thảy xuống cho các bạn xem nha các bạn. Xuống cần nha các bạn. Thì bữa nay mình đi câu xa cho đó mình chuẩn bị hai thứ mồi các bạn. Mình thả hai cần. Để mình thăm dò thử cá nó thích ăn cái mồi nào các bạn. Chứ để đem theo một thứ mà nó bị mớm cái nữa là cầm khâm của mình. Đó 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 đó. Để xuống là giật. Cá gì đây? Wow. Thấy tình hình này là hấp dẫn nè, không biết nó ăn cỡ nào hết các bạn. Cá rô các bạn ơi, cá rô. Nhìn này, cá rô. Cá rô non. Được, cá ụt khá nhiều các bạn. Mình thích câu đìa rau muống nè, mà nước nó cái màu này các bạn, cái màu này là cá nhiều lắm, cá nó hơi đen đen nhưng mà cá ú nu. Đó 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 đó, cá con gì á, lâu 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 lâu, cá gô, hấp dẫn các bạn ơi, quá trời cá gô luôn nè. Đen xì luôn các bạn. Chim gì mà nó kêu ngộ. Lâu nữa rồi. Chưa, chỉ kêu mình chưa sửa. Mình chưa sửa ấy nên là cá nó quất nữa rồi. Lôi lôi lôi, cần cần ngoài lôi rồi chim. Cái gu của bạn ơi, cái gu non mà nó đang kỉnh nè, uống nu cũng nặng luôn các bạn. Bỏ xa cái vùng mình chút các bạn, phía ngoài này nè, cần ngoài lôi, cần ngoài lôi. Cái gì trời, cây đâu mà nhóc cái gì, nãy giờ là giật dính hai cái cây luôn các bạn, nó lôi gỉ sâu xuống vậy đó. Lôi lôi, cá gì đây? Cá rô rung tích các bạn ơi, cá rô non, cá này nhỏ quá, thả nó lại các bạn ơi. Mình đổi dùng các bạn ơi, đằng kia kìa, đằng kia có cái bụi sậy nó ve ra các bạn. Mình nghĩ là cái bụi sậy im hơn, cá nó sẽ ở trong đó nhiều. Còn cái vùng này mình giật cũng cá gô không mà nãy giờ được 6 bê con. Cái điểm hồi nãy nắng quá các bạn ơi, mình dời đồ qua bên đây nha các bạn, nắng quá nó mình chịu không nổi.
đây cũng khá lý tưởng nữa các bạn. Cần ngoài lôi, cần ngoài lôi các bạn ơi. Cá này là cá bự nè, lôi chỗ này là cá bự nè. Nặng. Cái gô ở đây đã không các bạn? Con nào nó đang kỉnh nè. Không hới. Cứ khô các bạn ơi. Đang kỉnh luôn đồ luôn. Cũng nặng nè. Kinh, cũng kinh phao. Lôi, lôi, lôi đi đâu. Cá rô non, cá rô non. Rô non các bạn ơi. Cần chăm, cần chăm. Cần chăm lôi. Cá gì đây? Cá con các bạn ơi. Lôi chỗ này. Đúng là cá con thiệt nè. Cá gô non. Chào các bạn nha, hôm nay mình đi câu ở vuông tôm nha các bạn. Này là cái vuông tôm là mình bơi cái xuồng ra ngoài giữa luôn. Chỗ này ốc nhiều quá nè, mình câu thử. Mùa này rất là khó kiếm vô câu luôn các bạn. Giờ nước mặn hết trơn, nông dân người ta nuôi tôm hết trơn. Bìa bọng là nước mặn hết trơn luôn. Thì đó mình câu chỗ này thử coi nó sao. Nó lòi đó các bạn, lòi nhẹ. Yeah. Cá gô các bạn ơi. Hấp dẫn, hấp dẫn. Wow, cá gô cũng ngon lắm rồi nghe các bạn. Cá gô nè. Cũng nu dần ế. Rồi, chiến tiếp các bạn ơi. Chỗ này khá lý tưởng luôn. Mát mẻ. Ngồi trên xuồng. Lâu thì dữ vậy. Lâu thì dữ vậy. Cá gô. Cá gô con, cá gô non, cá gô rôm tích các bạn ơi. Cá gì mà lâu dữ vậy ta. Nặng nè. Cá gô các bạn ơi. Hấp dẫn quá. Lên đây các bạn. Cá rô non. Mình ngồi trên xuồng câu nha các bạn. Ở đây là cái vuông vuông tôm. Chuyển tiếp các bạn ơi. Lâu nữa là lâu rồi. Con gì mà lâu dữ vậy, lâu dữ vậy. Lâu ơi. Hấp dẫn, cũng nu, đậm, 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 cá gô. Còn ghế luôn các bạn. Nay câu bằng vía mèn nha các bạn. Vía mèn này câu vuông tôm là khá nhạy luôn. Lôi, lôi, lôi. Lôi. Đã quá các bạn ơi, để xuống là giật, để xuống là giật. Cái gô đây lứa rồi mà, không có mề. Đây các bạn.
giờ mà kiếm điểm câu có cá rô cũng hơi bị hiếm các bạn. Giờ ở dưới mình đây là nuôi tôm hết trơn, tới thời điểm người ta xả nước mặn vô á, không còn nước ngọt nữa nên rất là ít cá đồng luôn. Bữa nay đi quần biết bơi xa mới được một chỗ lồi nữa đó các bạn, lồi lồi mà lên tim là cá rô chắc luôn. Lôi vừa lên tim là cá rô chắc luôn. Vừa ăn cá này vừa ăn các bạn ơi. Biết bị lâu rồi. Vậy công chuyện là tháng này mới được đi câu đó các bạn. Hôm nay giật có cảm giác lại nó đã hay sao. Xuống cần nữa các bạn. Mình xuống 2 cần luôn rồi đó các bạn. Giật cho nó đã. Cần ngoài lôi hay quá, cần ngoài lôi cái gì mà lôi ngộ vậy. Nãy giờ cái ru mệ. Cái ru mệ các bạn ơi. Đây các bạn. Ú nu cục nút. Các bạn nãy giờ mình câu cũng khoảng gần cả tiếng hồ các bạn. Thành quả của mình nãy giờ đó các bạn. Mười mấy cá rô, con cá phi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem.